Dư luận lần nữa lại dậy sóng trước việc hai nữ sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đánh dã man ba nữ sinh lớp 7 và phải nhận hình thức kỷ luật buộc thôi học có thời hạn. Thật khó ngăn nổi cảm xúc khi phải xem những clip với cảnh học sinh nam có, nữ có, mặc đồng phục đánh bạn dã man trước sự chứng kiến của nhiều bạn và đánh ngay trong nhà trường, môi trường có đầy đủ lực lượng giám sát theo tiêu chuẩn của trường học. Thế nhưng, giáo viên, ban giám hiệu chỉ biết khi những hình ảnh phản cảm này được tung lên mạng xã hội. Điều gì đang xảy ra trong trường học vốn là nơi cả xã hội gửi gắm niềm tin về đào tạo những thế hệ tương lai, hội tụ đầy đủ đức, trí, thể, mỹ. Tin được chăng những thành tích về con số tốt nghiệp, học sinh khá giỏi khi mà nạn bạo hành đang xảy ra ở mức không thể nói chỉ là hiện tượng, là cá biệt trong khuôn khổ của nhà trường, nơi tấm biển luôn được gắn chữ trang trọng, tiên học lễ, hậu học văn. 68% trẻ em Việt Nam chịu ít nhất một loại hình trừng phạt từ thành viên trong gia đình. 59% trẻ em 8 tuổi chứng kiến giáo viên dùng đòn roi để trừng phạt học sinh. 26,3% học sinh bị thầy cô trừng phạt với các hình thức khác nhau như cốc đầu, véo tai. Những con số này liệu có liên quan gì đến tình trạng bạo hành trong trường học? Thưa tiến sĩ Trần Thánh Nam, các vụ bạo hành trong nhà trường xảy ra ngày một nhiều với tính chất nghiêm trọng hơn, hành vi côn đồ hơn. Phải chăng các biện pháp chúng ta đưa ra nhằm giảm bạo lực học đường không phù hợp ạ? Tôi nghĩ rằng là các cái biện pháp mà chúng ta đã đưa ra thì nó chỉ tập trung vào quản lý cái hành vi thôi. Nhưng mà chúng ta lại chưa có những cái biện pháp mà tận gốc để quản lý những cái yếu tố mà kích hoạt hoặc là làm mồi cho những cái hành vi bạo lực, cũng như là những cái yếu tố ở trong xã hội mà củng cố cho những hành vi bạo lực. Thì chúng ta chưa làm. Chẳng hạn những yếu tố kích hoạt là gì? Ví dụ như trên phim ảnh và truyền thông thì chúng ta thấy đầy rẫy hàng ngày, hàng giờ những cái hình ảnh bạo lực. Và cái cấp độ của những hình ảnh bạo lực đấy thì càng ngày càng có xu hướng là nghiêm trọng hơn. Đấy chính là cái hình mẫu mà để cho các em học sinh có thể là bắt chước. Rồi thậm chí ở trong gia đình chúng ta cũng chưa có được một cái hoạt động nào đấy để hạn chế những cái bạo lực ở trong gia đình giữa người lớn với nhau và giữa bố mẹ và con cái. Còn yếu tố củng cố là gì? Yếu tố củng cố có thể liên quan đến chính bố mẹ. Ở trong nhiều trường hợp khi mà đứa con mình có vẻ là hơi bị yếu đuối và không đương đầu được với bắt nạt thì bố mẹ lại chính là cái người khuyến khích những hình thức bạo lực để cho con mình trở nên tự tin hơn chẳng hạn. Thứ hai nữa, rõ ràng là cái việc là có một số em mà sử dụng hình thức bạo lực, nạn nhân cảm thấy là cam chịu, không tố cáo những cái hành vi đó. Rồi là chúng ta muốn giải quyết nội bộ thì thấy làm cho các em có hành vi bạo lực đấy, cảm thấy là mình vẫn có quyền lực, mình thu được một cái lợi lộc gì đấy khi mà mình sử dụng những hình thức bạo lực với cả những người khác. Rồi bản thân trong xã hội này cũng thế, rõ ràng là đi ra đường chúng ta cứ thấy rằng là những thanh niên nào đấy hổ báo rồi là xăm trổ ở trên người thì những người khác lại là sợ rồi là né tránh. Và với những cái người đó thì thực sự là có một số công việc là họ lại giải quyết được một cách là tốt hơn những cái người khác và họ vẫn có thể kiếm được tiền. Đấy chính là những cái minh chứng và cho thấy rằng là ở trong xã hội vẫn có bộ phận như vậy và các em học sinh nhìn thấy những hình mẫu đó và đấy chính là những cái hình mẫu mà củng cố cho cái hành vi bạo lực của các em. Chính vì vậy cho nên là các cái giải pháp của chúng ta không thể có hiệu quả do những yếu tố kích hoạt và những yếu tố củng cố của việc mà của bạo lực thì vẫn còn rất là nhiều trong xã hội. Những vụ việc trên thì chỉ là một minh chứng cho tình trạng bạo hành trong môi trường giáo dục. Cụ thể là ở trong nhà trường thì đang xảy ra ngày càng nhiều các vụ bạo hành ở tất cả các cấp độ. Như là mẫu giáo thì có trường hợp là bảo mẫu bạo hành trẻ em, thầy cô thì bạo hành học sinh và học sinh thì bạo hành lẫn nhau. Ông nghĩ như thế nào về những nhận định này ạ? Thì về nhận định này thì tôi cũng nghĩ rằng ở trong giáo dục ấy, trong thời gian gần đây truyền thông đưa lên rất là nhiều những cái vụ việc bạo lực thì cũng có thể là nó hơi có một sự thiên lệch. Vì đáng nhẽ là ở trong cái môi trường giáo dục là một cái môi trường mô phạm và là cái nơi đào tạo về giáo dục, về nhân cách, phẩm chất. Cho nên là nếu mà có bất kỳ một sự việc nào mà xảy ra ở môi trường giáo dục mà liên quan đến những cái người làm giáo dục ấy, thì có lẽ là truyền thông là hơi chú ý và tập trung vào quá. Rồi cái thái độ của xã hội nó cũng trở nên là phán xét quá mức đối với cả những cái trường hợp đó. Chứ còn tôi nghĩ rằng là có thể là không phải ở trong môi trường giáo dục thì nó vẫn xảy ra nhưng mà truyền thông không chú ý. Nhưng mà cái thứ hai chúng ta cũng cần phải nhận thấy là có thể chính cái môi trường giáo dục của chúng ta hiện nay này và những người làm trong ngành giáo dục ấy, đang chịu một cái sức ép rất là lớn. Một giáo viên mà có hành vi bạo hành với cả đứa trẻ, có thể giáo viên không phải là thủ phạm thực sự. Người thủ phạm thực sự ở đây có lẽ lại là chính là những cái kỳ vọng rất là bất hợp lý của bố mẹ, những cái lời chỉ trích và những cái thái độ không tôn trọng của phụ huynh đối với cả giáo viên đó. Cũng có thể là những cái yêu cầu hoặc là những cái sức ép, những cái công việc rất là vô lý do là lãnh đạo cấp trên yêu cầu giáo viên phải hoàn thành trong một cái khoảng thời gian rất là hạn hẹp và cái năng lực của họ
nhiệm vụ của họ đáng nhẽ là không phải thực hiện những cái nhiệm vụ như vậy. Đấy. Và cái thứ ba nữa là có thể là chính là cái vai trò vị trí của cái nghề giáo hiện nay nó cũng không còn được xã hội trọng vọng như ngày xưa. Chính bản thân họ, họ cũng thấy là cái vai trò vị trí của mình không được tôn trọng. Rồi là hành vi của giáo viên, của học sinh đối với cả giáo viên cũng không được tôn trọng. Đấy là những cái thủ phạm, là yếu tố kích hoạt làm cho những vụ việc giữa những cái người mà làm trong ngành giáo dục mà có thể là có những hành động mà không phù hợp đối với ở chính cái học trò của mình. Đấy. Thì và cái thứ ba nữa thì tôi cũng có thể nói rằng là có thể xã hội thì chúng ta cũng chưa có một cái sự tưởng thưởng xứng đáng đối với cả những cái người mà làm trong cái ngành giáo dục này, và vẫn có thể là cũng không có những cái chương trình để giúp cho những cái người mà làm trong cái lĩnh vực giáo dục ấy đạt được những cái tiêu chuẩn về phẩm chất hay là về những cái kỹ năng để kiểm soát những cái tình huống có thể xảy ra trong môi trường giáo dục và ứng xử nó một cách mô phạm. Dù đã có rất nhiều những hoạt động, những đề án nhằm giảm bạo lực học đường nhưng tình trạng này thì vẫn diễn ra hàng ngày với nhiều hình thức khiến phụ huynh thì băn khoăn, còn xã hội thì thêm bất an. Phải chăng các hình thức xử lý kỷ luật của chúng ta không đủ sức răn đe với các em học sinh ạ? Thứ nhất là chúng ta có những cái đề án, rồi là có những kế hoạch triển khai. Nhưng mà tôi cũng thấy là những cái đề án đấy triển khai nó giống như là một cái kế hoạch hàng năm chúng ta phải thực hiện ấy. Nó thể hiện qua những cái nhiệm vụ, rồi là những cái chỉ tiêu. Và những cái chỉ tiêu, những cái nhiệm vụ đấy thì vẫn có thể đạt được. Nhưng mà hiệu quả triển khai có thể là không được tốt và không thể đo được bằng những yếu tố định lượng. Cái thứ hai nữa, các cái hoạt động đấy khi mà triển khai thì những cái đối tượng mà có thể có nguy cơ cao, có những hành vi bạo hành ấy, có khi các em lại không được hưởng những cái hoạt động đó, mà toàn chỉ là những cái học sinh mà có cái ý thức tốt, các em mong muốn tham gia những hoạt động thì các em xuất hiện ở trong những cái hoạt động đó thôi. Và như vậy thì cái mục đích của chúng ta của những cái hoạt động này triển khai thì lại không nhắm đúng đối tượng. Và cái thứ ba nữa thì tôi cũng thấy rằng là có một số những chương trình của chúng ta ấy, triển khai chỉ làm được rất tốt cái khía cạnh là nhận thức. Ai cũng biết được rằng là những cái hoạt động đó là không đúng. Rồi ai cũng biết được rằng là về lý thuyết thì gặp tình huống này, tình huống khác thì tôi phải xử lý như thế nào. Nhưng mà đấy chỉ là cái biết về cái kỹ năng thôi. Chứ còn trên thực tế khi gặp tình huống thì các em lại không có cái kỹ năng. Tức là những cái chương trình giáo dục của chúng ta mới chỉ có thể thay đổi được ở phần nhận thức, một chút ở phần thái độ. Nhưng mà trên thực tế lại chưa cung cấp được những cái kỹ năng, cái năng lực về mặt kỹ năng để cho các em giải quyết những cái vấn đề. Đấy có thể là những cái điểm hạn chế của những chương trình mà chúng ta đang triển khai. Nhiều chuyên gia cho rằng việc áp dụng hình thức kỷ luật là đuổi học có thời hạn hay là đuổi học hẳn không chỉ là không là cách tốt, bởi vì là nhà trường vẫn là cái môi trường tốt nhất giúp cho trẻ hình thành và rèn luyện nhân cách. Vậy thì theo ông, những trường hợp trẻ có hành vi bạo hành nghiêm trọng thì chúng ta nên xử lý như thế nào ạ? Theo quan điểm của tôi, nguyên nhân của những cái hành vi bạo lực học đường ấy thì lỗi có phải là do các em hay không? Và trong cái điều kiện của chúng ta hiện nay, có lẽ là lỗi của các em là chỉ một phần nhỏ thôi. Nhưng mà có lỗi của cả một cái hệ thống, của một cái môi trường văn hóa bây giờ cũng có rất là nhiều cái kích thích bạo lực tác động đến các em. Rồi của một cái môi trường mà chúng ta vẫn có một số những cái điều để củng cố cho hành vi bạo lực. Vậy thì lỗi là lỗi của hệ thống chứ, lỗi của môi trường giáo dục chứ. Và nếu như vậy thì không thể nào mà kỷ luật các em bằng cách thức là đuổi học được. Tất cả mọi cái hình thức kỷ luật đối với các em ý, thì chủ yếu là cũng thậm chí là đối với cả những cái em mà có những hành vi vi phạm pháp luật thì những cái hình thức kỷ luật cũng có cái mục tiêu hướng đến là hướng đến giáo dục chứ không phải là phạt vì cái hành vi đó. Tôi quan niệm rằng bạo lực thì chỉ sinh ra bạo lực thôi. Nếu các em bị sử dụng những cái chế tài rất là nghiêm khắc để loại ra các em ra khỏi cái hệ thống giáo dục thì cái khả năng để các em có thể trở lại một cái con đường phát triển của một cái công dân tốt ý, là không còn nữa. Khi mà bị đuổi học thì các em sẵn sàng sẽ là một cái ứng viên tiềm năng cho các cái băng nhóm và sẽ tiếp tục thực hiện những cái hành vi bạo lực đối với cả cộng đồng. Đấy. Thế còn làm như thế nào để bảo vệ các em và bảo vệ cộng đồng thì với một số những cái trường hợp mà các em có cái nguy cơ hành vi bạo lực với cả những người khác và cái này nó lặp đi lặp lại thì cần phải cách ly các em ý ra khỏi những cái đối tượng mà có thể gây tổn thương bằng hình thức này hoặc hình thức khác. Thế tuy nhiên là cách ly ra ở đây là phải là dựa trên cái phương diện tức là hỗ trợ và chữa trị cho các em. Nếu mà các em có những cái tổn thương gì đấy về mặt tâm lý thì cũng cần phải có được cái sự hỗ trợ về mặt tâm lý. Nếu mà các em có những cái niềm tin nào đấy mà bị sai lạc về bạn bè hoặc là về trường lớp và giáo viên thì cũng cần phải có những cái người hỗ trợ các em, điều chỉnh cho các em.
Có lẽ đấy chính là cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã muốn đưa ra một cái thông tư hướng dẫn về thành lập các tổ tư vấn học đường ở các trường để giúp các em phát hiện những vấn đề này và cũng giúp đỡ một số em có những cái khó khăn tâm lý có thể dẫn đến những hành vi bạo lực ở trường học. Khi trẻ có hành vi sai lệch với bạn bè thì ngoài nguyên nhân từ gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội, các hội nhóm tác động, có thể còn do các em thiếu kỹ năng giải quyết xung đột, mâu thuẫn. Vậy thì nhà trường nên có những chương trình kỹ năng gì để giúp các em có thể có thêm các cái kỹ năng để đối xử với cả bạn một cách văn minh hơn ạ? Các chương trình kỹ năng chúng ta cũng đã triển khai một khoảng thời gian trước đây, những cái hoạt động về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống rồi. Thế tuy nhiên là chúng ta cũng cảm thấy là hiệu quả của những cái chương trình đấy nó còn có những cái hạn chế. Các cái kỹ năng các em có thể học được, nhưng mà để các em chủ động và có động cơ để sử dụng các kỹ năng đó thì cần phải giáo dục cho các em những cái giá trị nền tảng, ví dụ như yêu thương, hợp tác hay là tôn trọng lẫn nhau. Cái điều đấy cũng chưa đủ. Cái mà chúng ta cần phải thêm nữa là cái môi trường giáo dục nó phải thống nhất với nhau. Nếu mà ví dụ ở trường các thầy cô chỉ có một tiết để dạy cho các em về những kỹ năng quản lý cảm xúc của mình, rồi là nói về những cái giá trị yêu thương, nhưng mà đi ra ngay ngoài cổng trường học thì đã thấy rất là nhiều hình ảnh bạo lực giữa con người với con người với nhau rồi. Đi về nhà thì cũng thấy là bố mẹ rồi là các thành viên hàng xóm lại ứng xử với cả con cái họ bằng cách thức là quát mắng hoặc là có những cái hành động bạo lực như là đánh đòn hay như thế nào đó. Thì tất cả những cái giá trị mà cái nhà trường đã giáo dục trong vòng một tiết ấy, nó chả là gì cả. Tại vì thực tế đã chứng minh cho các em một cái điều ngược lại là bạo lực vẫn có thể xuất hiện và có thể được chấp nhận và thậm chí nó còn có hiệu quả trong bối cảnh này không? Có phụ huynh có ý kiến rằng là cần kỷ luật nghiêm các em vi phạm bằng cách thôi học hoặc là đề nghị chính quyền địa phương đưa vào các trường giáo dưỡng. Tuy nhiên thì ở nước ta trường giáo dưỡng khó đảm bảo là học sinh vào đó sẽ ngoan và trưởng thành hơn. Ông nhận xét thế nào về quan điểm này? Tôi rất thích cái mô hình của cái trường Đinh Tiên Hoàng. Trường Đinh Tiên Hoàng là cái trường mà sẽ nhận tất cả những cái học sinh được gọi là học sinh cá biệt mà các cái trường khác họ không chấp nhận đấy. Thế nhưng mà đây không phải là trường giáo dưỡng. Thực sự là những cái người mà làm việc ở cái ngôi trường này cởi mở đón các em với cái tấm lòng cũng như giống như là của một người cha và một người mẹ, chấp nhận các em ấy đã, cố gắng hiểu các em và cố gắng định hướng các em lại theo cái con đường của một cái công dân tốt. Và tôi nghĩ rằng cái cách thức này là cái cách thức hợp lý hơn là cái cách thức mà chúng ta cho các em vào một cái trại giáo dưỡng nơi mà tất cả mọi người nhìn thấy những học sinh nào từ chỗ này ra thì là những cái học sinh xấu, những học sinh cá biệt đã có một cái tiền án tiền sự gì đó. Thì những cái việc mà vô hình chung chúng ta gán nhãn cho các em ý một cái giá trị hoặc là một cái biệt danh xấu như thế thì không, hoàn toàn không có lợi cho việc giáo dục của các em. Và khi các em ra khỏi những cái ngôi trường đó thì các em có muốn trở lại thành người tốt ý, thì các em cũng cảm thấy khó. Cái điều đó sẽ thúc đẩy các em ý, tiếp tục có những cái hành vi xấu hoặc là trở thành những cái người mà thuộc những cái băng nhóm do xã hội gán ghép với ý nghĩa đấy cho. Ông có góp ý gì để giúp tình trạng bạo lực học đường giảm không ạ? Để cái hành vi bạo lực học đường nó có xu hướng giảm đi, đầu tiên chúng ta phải có những biện pháp để quản lý tất cả những yếu tố kích thích về hành vi bạo lực đối với cả trẻ phải được kiểm soát và hạn chế đến mức tối đa. Có nghĩa là môi trường, những thông tin truyền thông tác động đến trẻ mà có tính chất bạo lực cần phải được kiểm soát. Thứ hai nữa là cái phương cách ứng xử giữa cha mẹ với nhau, giữa các thành viên trong gia đình với nhau và hành vi ứng xử giữa cha mẹ và con cái cũng cần phải được cân nhắc và cần phải được tuyên truyền để giảm thiểu những hành vi bạo lực không hợp lý và tăng cường những cái hành vi kỷ luật tích cực. Cái thứ ba nữa là cũng cần phải tuyên truyền cho cộng đồng để loại bỏ tất cả những cái tác nhân củng cố cho những cái hành vi bạo lực. Chẳng hạn ví dụ như tính cách yếu thì chúng ta không khuyến khích trẻ bằng cái cách là để cho trẻ bạo lực lên, để cho trẻ nó mạnh mẽ lên. Cái thứ hai nữa là cần phải có cái sự lên án và báo cáo những cái hành vi bạo lực để cho đứa trẻ nó thấy rằng là hành vi bạo lực thì sẽ không mang lại một cái hệ quả tốt. Đứa trẻ nào mà dùng bạo lực để bắt nạt hoặc là để ảnh hưởng đến những cái đứa trẻ khác ấy, thì không được cái sự ủng hộ hoặc là chấp nhận của cộng đồng. Đấy, thì với những cái giải pháp toàn diện như vậy, cộng thêm với cả những cái chương trình giáo dục ở gia đình và nhà trường về kỹ năng sống để cho học sinh có giá trị tích cực và có kỹ năng để kiểm soát những cảm xúc, thì với những cái giải pháp tổng thể như vậy thì chúng ta sẽ hy vọng là
cái vấn đề bạo lực ở trong xã hội, đặc biệt đối với cả trẻ nhỏ sẽ giảm đi. Xin trân trọng cảm ơn ông.